Hello anh em, mình bên công ty Thanh Phúc chuyên cung cấp các giải pháp về vật tư ngành cửa. Xin giới thiệu với anh em, đây là cái khung dập hệ 888 nhôm tung sin, nhôm Nam Sung, Tiger Inho tung can. Tất cả hệ 368 là dập được toàn bộ ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành dập thử cho anh em cùng xem. Trước tiên thì mình dập ngàm của cái cây cây đứng móc lớn của hệ 888 nhôm tung sin. Khung dập này chuyên dập cho hệ 368 nha anh em. Nhôm tung sin Tiger Inho tung can. Nhôm nào có mặt cắt hệ nhôm hệ 888 là dập được toàn bộ nha anh em. Tung sin Nam Sung. Đây, mình đang dập cây đứng móc lớn. Đầu dưới dập cái bụng luôn. Cây bánh xe nhỏ đầu dưới. Rồi bây giờ mình dập cái bụng cho anh em cùng xem luôn ha, cái bụng để mình ốp cái nhựa vô ha. Nhựa đầu cánh. Đây. Nhanh gọn lẹ luôn. Lỗ rất là tròn và đẹp nha anh em, không bị mất mép, không bị biến dạng ha. Đây ngàm bánh xe đây ha, ngàm bánh xe lỗ trong lỗ ngoài. Đây là đầu dưới ha, rồi dập đầu trên cho anh em cùng xem luôn. Cái dao mình có khoan sẵn mấy cái lỗ để mình đút cử vô ha, cử đầu trên, cử này đầu trên, cử này bánh xe nhỏ, cử này bánh xe lớn. Anh em cùng tham khảo ha, anh em có nhu cầu thì ủng hộ công ty Thanh Phúc, chuyên cung cấp các loại đồng dập luôn, đầy đủ các loại đồng dập loại nào bên mình cũng có luôn anh em, dập luôn cái đầu cho anh em xem luôn. Đây mình đang dập đầu trên ha. Nhanh gọn lẹ siêu tốc độ luôn nha anh em. 288. Đây là nhôm tung sin ha, tung sin Nam Sung. Tiger Inho tung can. Hệ 368 là dập được toàn bộ. Rồi tiếp tục mình sẽ dập cây cánh móc. Cánh móc nhỏ cho anh em cùng xem. Dập ngàm, lỗ trong, lỗ ngoài, đầu trên, đầu dưới. Rất là ngọt và nhẹ ha, khung dập rất là khỏe mạnh nha anh em. Đây dao này là dập ngàm ha, dao này là dập cây ốp móc. Rồi dập đầu vào dưới cho anh em cùng xem luôn, đầu dưới đúng rồi, ngay lỗ đó. Anh em có nhu cầu thì ủng hộ công ty Thanh Phúc. Đây là khung dập hệ 888. Dập đứng cánh, đứng chân, đứng móc, đầu trên, đầu dưới. Rồi dập cái gờ cho anh em cùng xem luôn. Lỗ trong, lỗ ngoài, đầu trên, đầu dưới. Đây, cắt gân đứng móc luôn. Rồi bên trái, bên phải dập anh em cùng xem luôn. Rồi dập đầu còn lại luôn. Bên trái, bên phải, tức là sò trái, sò phải nha anh em. Rồi trên cái khung dập mình là có thoát nước đầy đủ ha, dập khung bao rồi thoát nước đầy đủ nha anh em. Đây là cắt gân khung bao nè, lỗ máng trên nè, ở này lỗ máng dưới nè, đây lỗ máng trên nè, này thoát nước anh em. Rồi mấy cái này là chài cói này là để dập lỗ trong, lỗ ngoài, đầu trên, đầu dưới. Trên đây là dập ngàm ha, này dập cây lớn ha, nắp nhựa cây lớn. Rồi xin chào anh em.